vừa to, mở đầu mở to thế. À con vừa mới đi câu về đấy. Con vừa mới đi câu về đấy. Đéo tin. Con vừa câu xong mẹ. Con vừa câu ở dưới sông ở dưới kia mà nó nhiều lắm. Phải trong nào con cua to như này con này. To thế. Ê mẹ 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 thử. Mẹ thử bê đây xem nào. Đây là cua gì đấy mà to thế. Đây. Đây là cua gọi người ta gọi là cua đồng. Người ta gọi là cua đồng. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nói thật. Ông, cua đồng. Cua đồng á. Ngồi bé rồi, bây giờ anh chưa nhìn thấy cua đồng nào mà to như thế này. Cái tôm này là con tôm mà mini. Con câu đấy, con tự câu đấy. Câu đấy, con tự câu đấy. Đéo tin. Đấy, toàn cơm, toàn cua, toàn tôm câu đấy. Mà, bác ơi. Bác ơi, thử, chú thử dơ lên mặt xem là xong bằng cái mặt đó. Cao hơn rồi, cao hơn mặt rồi, bác rồi. Cao mặt luôn à? Cua gì mà to thế? Bác ơi, nhìn cua to không? Thích không? Thích không? Đó, mọi người ạ. Lần đầu tiên trong đời mà mình được nhìn thấy con cua hoàng đế cũng như là mình được ăn con cua hoàng đế mọi người nhá. Đây con tùm này mọi người nhìn này, con tùm này thì nó cũng to. Ôi, cua to mở đầu mở to thế. À con vừa mới đi câu về đấy. Con vừa mới đi câu về đấy. Đéo tin. Con vừa câu xong mẹ. Con vừa câu ở dưới sông ở dưới kia mà nó nhiều lắm. Phải trong nào con cua to như này con này. Ôi to thế. Ê mẹ thử. Mẹ thử bê đây xem nào. Ui dồi ôi. Cua gì mà to thế này. Ê, cua gì không? Cua này là cua gì đấy mà to thế. Đây. Đây là cua gọi người ta gọi là cua đồng. Người ta gọi là cua đồng. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nói thật. Ông, cua đồng. Cua đồng á. Ngồi bé rồi, bây giờ anh chưa nhìn thấy cua đồng nào mà to như thế này. Con cua đồng này em. Đây mẹ hỏi nhà thằng Dũng cả hỏi cả Thư đi. Con bây giờ Thư nhìn đi đường nhìn thấy nó bơi bơi ở dưới ruộng em nhảy. Bắt luôn. Cháu đi ngoài kia mà thấy mà. Gì có cua gì mà cua đồng này, cua đồng biết tí. Mà ngon chết cháu rồi. Đây này, mẹ nhìn cua gì đâu. Nhìn cua gì, cái tôm gì không? Tôm gì không? Chưa nhìn thấy bao giờ. Cái tôm này là con tôm mà mini. Con câu đấy, con tự câu đấy. Câu đấy, con tự câu đấy. Đéo tin. Đấy, toàn cơm, toàn cua, toàn tôm câu đấy. Mà, bác ơi, thử, chú thử dơ lên mặt xem là xong bằng cái mặt đó. Cao hơn nhiều rồi, cao hơn mặt rồi, bác rồi. Cao hơn mặt luôn à? Cua gì mà to thế. Nhiều to lắm anh ạ. Mẹ biết đây là cái gì không? Ông Diều. Đây là đào ngư. Đào ngư. Đấy, đào ngư này là 1 triệu một con. Triệu một con. What the fuck? Chưa nhìn thấy con này bao giờ. Con này con đào ngư thì mẹ sao mẹ nhìn thấy được? Bởi vì nè, con này nó sống đâu phải là ở ao chua mày đâu. Con đào ngư biển này à? Ở biển. Ở biển mới có bác ạ. Con trêu mẹ thôi. Thật ra đây là con cua mà ông anh của con gửi lên. Đấy, 8 chân. 2, 4, 6, 8 chân. Đây là con nhện. Con nhện. Đây nhá, bây giờ mọi người ạ. Đây là thật xin lỗi mọi người là mình trêu mẹ mình thôi. Mẹ mình từ bé lớn chưa bao giờ nhìn thấy con cua này bao giờ. Mọi người là này ạ. Cho ra thử sao vào nào. Ra không, tự nhiên. Thử sao vào nào. Đây, ra thử sao vào đi. Sao vào đi. Cầm vào. Cầm đi tao thân. Này, bây giờ không cầm vào nhá, tối không ăn đâu. Này cầm đi. Cầm vào đi. Không được bẻ nhá, bẻ là cái xấu ấy. To thế. Này cầm chân cho nào, kiêng, hai bà cháu mình kiêng. Lên. Nhưng mà to không? Ra này to không? To. Nào, kiêng đi. Rồi, làm kiêng được không nhỉ? Mọi người, mời ạ. Đấy, to thế. Thật sự luôn nè, như này, có bảo. Thì cũng tên nhất rồi. Là con mua ít tôm ít cua về để cho mẹ ăn để mẹ tẩm bổ. Tất cả là quan trọng nhất là ngày Tết. Đấy. Sau một năm gọi là làm việc vất vả rồi mọi người ạ. Nên là thôi. Nhưng ngày Tết này. Đến ngày Tết này là cái ngày mà mình cần phải bồi bổ, cần phải chăm sóc bản thân của mọi người ạ. Đúng rồi. Sau Tết thì lại bắt đầu đi làm việc một công việc gọi là kiếm tiền của nó nhá. Cái này là cái bụng à? Bụng mới sao không nhở? Cái này cái gì nhở? Cái gì đấy? Nhìn nó lạ lắm. Kiểu là cái gì? Gần vào đây. Đây này mọi người ơi, cho mình hỏi đây là cái gì ấy? Đây là cái gì? Biết luôn. Như kiểu... mềm lắm. Như con rùa. Chỗ hải sản này thì mình sẽ mang về mà mình sẽ chế biến hấp nhá mọi người nhá. Mẹ mình thì lần đầu tiên gặp. Sướng. Nói sướng. Khoai. Mẹ mình lần đầu tiên nhìn thấy sợ luôn mọi người ạ. Nhìn thấy sợ luôn. Đấy. Nên là
mọi người nhìn đấy. Người lớn tuổi và thật sự là không bao giờ được ăn những cái món ăn như này đâu, mình nhắc đây là lần đầu tiên luôn đấy, mình nhá. Bây giờ nhá, bây giờ phải đi mua sả. Giờ đi mua sả để về hấp cho nó thơm. Bây giờ con đi con mua sả nhá. Bây giờ mình đi mình mua sả, xong này mình về mình hấp mọi người ạ. Hấp sả, vâng. Hấp sả ngon lắm. Lại phải tốn mất phải tầm mấy chục ngon à, ba chai coca to rồi. Mất khoảng 100.000 tiền hấp. Ôi to chưa, tôm to thế. Tôm này là tôm tôm bùm ấy mọi người, tôm bùm bông. Đấy mọi người nhá. Sao đi ra là bê đi. Bê như này. Lạc xuống ao cho nó sống. Cắn đâu? Cắn làm sao được. Nè bê đi. Ôi tôm to thế này, cái mắt của nó này đấy. Là chưa bao giờ được nhìn thấy tôm to này mọi người. Cua đây này. Nè, để ra vào sông ao cho sống. Cho na con này dắt đi chơi. Dắt đi chơi. Đấy buộc dây là. Rồi cắn đây. Kéo dây rồi. Đấy giờ cầm đi. La bảo là các bạn ơi. Cầm dây vào. Các bạn có lồng đèn chơi như mình không? Đấy, lồng đèn đấy. Lồng đèn ơi. Thạch đi chơi. Quái. Quái. Đấy, Thạch đi chơi. Ok mọi người ạ, bây giờ là đấy, thật sự luôn là một năm vừa qua nó cũng là rất là vất vả rồi. Nhờ ai mà còn bố còn mẹ thì mọi người hãy mua những cái đồ ăn hải sản về để tâm bổ cho bố mẹ nha mọi người nhá. Để đừng đến lúc mà bố mẹ ốm đau thì lúc ấy mua thì thật sự luôn là bố mẹ không ăn được đâu mọi người ạ. Đó. Bây giờ Thành ơi, bây giờ mang vào đây. Xong là nát nữa là mình con đi mua sả rồi là Coca. Đồ chế biến về xong là hấp. Nhưng mà nếu mà mình trước khi ăn thì mình hấp trước 30 phút. Mình hấp trước 30 phút thì nó sẽ ngon hơn mọi người nha. Chứ bây giờ mình hấp xong một tiếng sau mình ăn nó bị nguội mọi người ạ. Rồi đi, đi vào ngoài đi mình em. Đi, vào đây. Ủa, nhưng mà mình không hiểu là mình cho mọi mình nói thật luôn mình không hiểu nhá. Cho mình hỏi là tại sao mà tôm lại có cái tem này nhỉ? Mã QR. Để làm gì mọi người? Kiểm tra, kiểm định. À. Cái đấy, cái tem đấy là cái ký hiệu ấy. Liên phong. Như bào ngư này nấu cái gì vậy nhỉ? Bào ngư này thì mình hấp hoặc là mình nấu súp. Bào ngư này thì phải là để vào để nấu cháo mọi người ạ. Nấu cháo này nó rất là ngon. Đó. Vâng ạ. Đúng rồi con. Nặng đâu? Nặng đâu? Không nặng hả? Khỏe thế. Phía. Cho mua to lên to đi nha. Ơi. Đấy, mọi người ạ. Cắn được. Cắn đấy. Bây giờ nhá ơi. Bây giờ mẹ bỏ tôm với cả là nồi trong bên đi. Bố ở đây này. Bây giờ bố bỏ tôm sang bên còn chắc là tổ ăn cua. Đấy. Cua nhiều lắm. Cua mấy con vậy? Ăn cua trước hay ăn cua trước? Cái nào để được Bè sủi là xấu được mà. Đây bè nhanh nhá. Đây. Bố mang đây. Cầm bỏ cái này. Bỏ vào túi à. Để xuống đây để chú kiểm định nha. Đây. Để yên để chú kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm. Bỏ luôn vào tủ. Bỏ tủ. Con cua này thì tối chen luôn. Không chửi. Ăn bột rồi. Cua này đủ. Eo đỏ anh. ăn cua cho ăn cua đâu 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 ăn c